Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 6 tháng 8, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký quyết định thành lập thêm hai bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận hơn là 112.400 ca nhiễm ở đợt bùng phát dịch thứ tư. Theo đó thì một phần bệnh viện Nguyễn Trãi quận Nhất và toàn bộ bệnh viện Hoàng Mỹ Thủ Đức được chuyển thành bệnh viện điều trị COVID-19 với tổng cộng là 500 giường. Trong đó bệnh viện dã chiến Nguyễn Trãi ở 314 Nguyễn Trãi quận Nhất có 300 giường, với 370 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ hậu cần hành chính. Cơ sở điều trị F0 này được thành lập trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Nguyễn Trãi hiện hữu. Còn Bệnh viện Hoàng Mỹ Thủ Đức có 200 giường với 230 nhân viên chuyên môn y tế và các nhân viên hỗ trợ hậu cần hành chính. Cơ sở điều trị COVID-19 này hoạt động trên cơ sở trưng dụng toàn bộ hạ tầng công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức. Trước đó vào ngày 2 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định thành lập 3 bệnh viện dã chiến với tổng công suất là 2.650 giường, bao gồm bệnh viện dã chiến Từ Dũ ở 222 Cống Quỳnh quận Nhất, 150 giường, bệnh viện Sài Gòn ở 125 Lê Lợi quận Nhất, 200 giường và bệnh viện dã chiến số 16 ở số 16 đường Đào Trí, phường Phú Thuận quận 7 với quy mô là 2.300 giường, với 450 nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ hậu cần hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có là 41 cơ sở điều trị theo mô hình tháp 5 tầng với hơn 46.000 giường. Tại cuộc họp báo vào chiều hôm qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhận định, tầng 3 và 4 trong 5 tầng điều trị COVID-19 đang chịu rất nhiều áp lực. Các bệnh viện 3 tầng cuối này gần như là hoạt động hết công suất. Thưa quý vị, trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp áp dụng chỉ thị 16 thêm nhiều ngày, thì không ít sinh viên bị kẹt lại tại đây vì thực hiện giãn cách tại nhà trọ, vừa phải gồng mình với chi phí mỗi ngày. Hàng ngày chỉ biết trông chờ vào thức ăn do các nhà hảo tâm hỗ trợ và nợ tiền trọ vì không thể đi làm thêm, trong khi gia đình thì hết khả năng chu cấp. Khi được hỏi về việc đóng tiền trọ, nhiều sinh viên đã buồn bã nói không biết phải làm sao. May mắn nếu được nợ tiền thuê trọ. Một số bạn trẻ như là Nguyễn Tiến Phương, sinh viên năm 1 của trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, may mắn là được chủ nhà cho nợ tiền trọ. Lâu nay thì tiền trọ, tiền sinh hoạt đều dựa vào thu nhập của mẹ Phương, vốn làm nghề buôn bán ve chai. Khi dịch Covid-19 bùng phát thì mẹ của Phương không thể kiếm tiền nên sống chủ yếu nhờ vào nguồn tiết kiệm ít ỏi. May mắn là chủ nhà cho mẹ con của Phương nợ 2 tháng tiền trọ, tháng 6 và tháng 7. Tiền trọ là 3 triệu đồng một tháng, chưa kể tiền điện và tiền nước. Nếu chủ nhà đòi tiền trọ thì nam sinh viên này cũng không có câu trả lời. Bởi vì tiền tiết kiệm gần cạn, nhưng tiền trọ thì cứ dùng mỗi tháng nhiều hơn. Giờ tôi cũng không biết làm sao, Phương chia sẻ. Tương tự, Nguyễn Đặng Như Ý, sinh viên năm 1 trường Đại học Nông Lâm, cũng cùng sống với mẹ trong phòng trọ. Tiền phòng trọ và ăn uống mỗi ngày đều trông chờ vào việc làm thuê của mẹ. Còn tiền học thì Như Ý tự mình đi làm thêm để chi trả. Khi dịch Covid-19 bùng phát, thì hai mẹ con Ý mất hết các nguồn thu nhập nhưng vẫn phải đóng tiền trọ mỗi tháng mà không được miễn giảm. May mắn là phòng trọ em được nhiều cô chú ở ngoài hỗ trợ thức ăn. Khi hết đồ hỗ trợ thì em ra ngoài mua, nhưng cũng chỉ mua rau. Nếu dịch kéo dài quá thì cũng không ổn vì nhà em làm thuê ăn hàng ngày. Giờ kéo theo tiền thuê trọ thì không thể gồng nổi nữa. Nếu có quá, chắc em phải vay mượn tiền từ họ hàng, dĩ chia sẻ. Hết dịch sẽ đi làm trả nợ nhà trọ. Thuê phòng trọ ở đường Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Như Quỳnh, sinh viên năm 3, trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, lắm lúc bật khóc khi nghĩ về khoản tiền trọ phải đóng mỗi tháng. Nữ sinh viên bị mắc kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, bố ở quê tỉnh Đắk Nông, làm nông và mẹ phải vào tỉnh Bình Dương để làm công nhân mới đủ tiền lo cho 4 chị em ăn học. Thông thường thì mẹ hỗ trợ tiền trọ, còn Quỳnh có học bổng và làm gia sư để tự lo khoản chi phí sinh hoạt. Thế nhưng thì gần 2 tháng nay, mẹ đã mất việc vì công ty đã bị phong tỏa và Quỳnh không thể làm thêm nên còn nợ tiền trọ, dù đã được giảm đến 50%. Trong túi của em giờ còn có 100.000 đồng, tài khoản ngân hàng còn hơn 200.000 đồng. Em nhận được gạo, rau củ từ nhiều nhà hảo tâm. Mỗi ngày em ăn tiết kiệm, một bữa cơm và hai bữa mì gói qua bữa. Như Quỳnh đã chia sẻ khi gần như là mất khả năng chi trả tiền trọ. Dù được nợ tiền trọ nhưng cô cho rằng bản thân rất lo lắng vì gia đình không còn khả năng chu cấp nữa. Nữ sinh viên chỉ mong hết dịch để được đi làm trở lại hoặc là để vay tiền để trả tiền trọ. Còn nam sinh viên Tiến Phương đã nói, tôi chỉ biết chờ chủ nhà thông báo xem như thế nào, nếu không giảm thì tôi xin nợ, còn giảm thì tôi tìm cách đóng rồi sau đó hết dịch, đi làm thêm để trả nợ tiền thuê trọ cho anh chủ.
Kính thưa quý khán thính giả, một tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.